Trên kia là chiếc máy xúc Komatsu 50 U-2 màu xanh mới của anh Sơn anh em nhé. Hello hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhé. Rất vui gặp lại anh em ở video tiếp theo này. Hôm nay mình sẽ làm cái video tập 2 của công trình, đó là đi mở đường khai thác đi lên khai thác cây gỗ keo các bác nhé. Bây giờ thì đến buổi chiều buổi sáng này thì ở tập hôm qua ấy, thì mình có làm cái video đó là em Phú cùng với lại mình mở cái đường ở tiếp bên trên kia đấy. Thì đến vừa rồi thì cái buổi trưa thì mình đã đi về nghỉ trưa. Đó thì đến bây giờ là đầu giờ chiều thì mình sẽ đến để tiếp tục thi công các bác nhá. Thì buổi chiều nay thì có chút thay đổi là em Phú em mới lại có một chỗ người ta xúc đất lên xe ô tô ở cái công trình mà mình hay xúc đất lên xe đất sạt đấy quá. Thì em Phú em mới đang xúc ở đó thì buổi chiều nay thì em sẽ không về đây nữa. May quá đến buổi chiều nay mình về đây làm thì nó đã dầm rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ đội camera lên đầu cũng như là đi lên phía đằng này để tiếp tục làm cái dốc này các bác nhé. Đó, phía bên trên này thì lúc mình sẽ làm một cái đường đó, bớt cái đất sạt này ra, thằng làm một cái đường thoai thoải xuống dưới kia để xe nó quay đầu vào kia và đi theo cái đường kia ra anh em nhé. Đó. Đây, mình cắt cái mũ này đi này. Buổi sáng này làm xong thì mình cũng để luôn cái máy ở chỗ này, mũ như máy. Đấy, lúc buổi sáng thì mình cũng đã tỉa được cái đường rồi, bây giờ chỉ cần bấm cho nó đẹp, sạch đẹp nó thôi là ok. Cái này nó có chìa khóa riêng của nó là cái có móc. Đấy, còn cái chìa khóa này là có 50-2E mà có cái kết nước ở đằng sau của mình này. Con này cũng là 50-2E nhưng mà nó lại không có kết nước. Đấy, màu xanh nó khác biệt hẳn luôn. Đó. Thì ở video này mình sẽ làm một cái đường nó hoàn thiện từ kia xuống đến đây anh em nhé. Còn cái đoạn ngoài này đi ra thì mình sẽ làm để đến lúc về mình làm xong. À, nổ lên thì mình sẽ để cho nó khoảng vài giây. Đây, quay ra đây cho anh em xem. Đó, khi bây giờ mình sẽ lên để mình tỉa nốt những cái góc cóc của cái mem này, xong rồi làm này một cái đường nó rất là phẳng, hạ bớt cái đỉnh kia và dồn nó xuống dưới này để cho nó bớt dốc. Cái đường này thì là sẽ là ô tô 3,5 tấn lên đây anh em nhé. Ô tô 3,5 tấn lên thì mình sẽ làm cái đường nó sẽ to hơn cái xích của mình một chút. Nói chung là bằng xích của mình là đi được, nhưng mà nó sẽ làm to hơn một chút để cho nó an toàn hơn. Thế nên mình sẽ bấm nốt những cái góc cái mép cái chân này. Ok, nổ một vài phút thế thôi. Bởi vì là buổi sáng nay mình làm thì nó cũng máy móc nó vẫn còn đang nóng. Nhưng mà nếu buổi sáng để qua đêm hoặc mùa đông ấy, thì anh em có thể là phải để cho nó lâu hơn. Nhưng mà đến mùa hè này thì buổi sáng nay mình mới làm cho nên mình không cần phải để lâu lắm đâu. À, như thế này là cái đường của nó là rộng hơn 2 mét một chút rồi anh em nhé. Nhưng mình vẫn muốn là nó sẽ rộng hơn nữa cơ. Đây cái chỗ này lên đây, nó đi lên đây xong nó hơi cua vào anh em nhé. Chỗ này thì nó hơi bụi một chút đấy. À, lên đến đây thì nó hơi cua vào một chút. Chỗ này thì đi vào trong cái đồi này thì nó hơi tối hơn nè. Sàn ở đây ra cái mép đường rồi đi. Sàn bớt ra cái mép này đi. Đường này thì nó có chung là nó cũng đi lại thì cũng không phải là hẹp nữa rồi, rất là rộng. Buổi chiều nay may thế nào cái đường này nó lại dâm, nó lại dâm mát như thế này làm thì nó sẽ không bị nắng thì mình sẽ làm nó sẽ thoải mái hơn. Thời tiết bây giờ ở bên ngoài kia nó rất là nắng luôn, đây rất là nắng nóng luôn. Nó hơi nghiêng vào trong anh em nhé, cho cái đường nó hơi nghiêng vào trong một chút. Bên ngoài này mình để một cái cờ đất đi. Ok. Đây ở video trước mình làm ở trên này này và mình để cái cây này vào đây. Đến video này thì mình sửa cái đường này cho nó đẹp.
bấm những cái góc cái mép này đi. Con này cái bánh xe nhất là nó sẽ đi vào sát cái mép này. Chỗ này thì nó hơi lên, nó hơi hơi bám nằm mép ngoài để ở chỗ này một chút. Chỗ này thì nó là cái phần đất cứng, đất củ rồi. Nó cũng không lo về cái vấn đề là nó bị sạt, nó nghiêng ra ngoài nữa. Chỗ làm cho nó cao hơn một chút là ok. Ngắn cái chỗ này cho nó tròn tròn để cái gương hay là cái ấy nó sẽ đỡ bị quệt vào đây thôi. Đây cái anh... đấy thì anh ấy có bảo là để cho nó khỏi bị quệt gương vào cái mép này này. Khi mà đi lên ấy, đi lên là nó bị quệt gương vào đây. Nhưng mà bây giờ mình nắn cái đường này nó rất là rộng rồi, thì cái vấn đề quệt gương thì chắc mình nghĩ là nó sẽ không bị quệt nữa đâu. Nó tỉa nó vào một chút. Cái này nữa này. Tỉa hết ra sau này và làm sạch cái chân này. Đường của không nông đi thì nó sẽ nhỏ hơn một chút, đường ô tô này thì nó sẽ to hơn một chút, làm nó sẽ khác. Khi mình đứng ở dưới thì mình sửa cái chân này nó sẽ khó hơn, nhưng mà đứng ở trên này thì làm nó sẽ dễ hơn. Bấm nó sẽ được đứng hơn, được vuông hơn. Nó sẽ không tràn ra về bên ngoài này. Và nó mình lưu lèn lên nữa là ok. Tiếp tục bấm cái chỗ này nữa.
sang cái má gầu của mình vừa mới hàn một cái lá nhíp vào đó rồi, cho nên là nó sẽ rất là sắc. Những cái đất mềm mềm là nó bấm rất là ngọt luôn. Hôm trước thì nó là cái thanh thép nhưng nó bị cùn rồi. Má gầu cũ của nó bị cùn, người ta làm cát cho nên người ta không cần những cái má gầu đó, cho nên là về mình là phải thay mới. Bấm một chút để cho nó có đất một chút, mình sẽ đổ xuống cái dế kia. Trước kia nó cũng đang lở dần đi. Giờ cái chỗ nào nó cao quá thì mình lấy cào bớt xuống. Rồi đấy, cứ dồn dần xuống như nhé. Trước cái chỗ dưới kia là mình làm cái bệ máy đứng ở đó đây nhá. Bệ máy thì xúc được rất là nhiều đất ở đó. Thank you.
Đây nhé, ngoài này nó hơi nắng một chút, mình sẽ lùi lên đây để lu những cái chỗ đường này. Lu qua đi để cho nó nhẵn, cho nó nén xuống. Nếu mà nó lõm quá thì mình sẽ tiếp tục mình bổ sung, mình bù thêm vào cho. Đấy, cái xe nó lên đây bắt đầu là nó hơi cua cua vào anh em nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lại ủi nhẹ một lớp xuống. Hơi ăn vào mép trong này một chút anh em nhé. Lên để sửa cái đường ở trên đỉnh kia. Lát nữa mình cào bớt cái này xuống, cào hết những cái sạt sạt này chỗ này để xuống làm đường. Đây chỗ này nó hơi lõm này. Lõm thì mình sẽ đường thêm vào. Và chỗ này thì cũng cân đối là ok đấy chứ. Không nghiêng vào trong quá mà không nghiêng ra ngoài quá. Về bên trên đấy, bên trên này bây giờ nó đang râm mát hơn đấy. Bên trong đất này thì không sợ lún đấy nha nhé, nhưng mà ở cái bên ngoài của phần ta luy là cũng nguy cơ khi mà có hàng nó nặng lún nó rất cao, như vậy là phải làm cho nó cao hơn. Đó. Đây nó có những cái cây gỗ này thì lâu lâu mình lại nhấc nó lên để cho nó khỏi bị cái đất, đúng không ạ? Nhắc lên để cho đất nó phải vào. Phía dưới kia có một cây đấy. Sau này các bác ấy moi lên là ok. Quay lại để lưu tiếp anh em nhé. Nó hơi nghiêng ra quá này. Đoạn cua này đã xong. Đấy, đoạn đường này nó đã ok các bác nhá. Đấy, bây giờ đến lúc về là mình chỉ xả với cái này xong là dồn đất xuống dưới thôi. Bây giờ là chủ yếu du lưu đi lưu lại và lên kế lên trên kia làm ở. Làm ở phía đằng trên kia anh em nhá. Đấy. Xe cổ nó lên đây nó cua vào. Thôi thì cái video này của mình nó cũng khá là dài rồi. Đó. Mình xin kết thúc cái video đây rồi. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở video sau nhé. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả. Đấy. Video sau thì mình sẽ đi làm ở phía bên trong này. Phía bên sâu sâu phía trong này nhá. Ok, xin mình chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người video sau nhá. Đấy. Tập tiếp theo thì mình, tập thứ 3 thì mình sẽ làm ở phía bên trong này. Ok thôi, chào anh em nhé.